Xin chào anh em nhé. Hôm trước có rất nhiều anh em hỏi em cái pallet bãi 54 bóng. Đây là pallet bãi 54 bóng, 9 watt một bóng anh em nhé, 9 watt bóng. Đấy, tổng của nó gần 300 watt. Đấy anh em nhìn, đây thử cái độ sáng cho anh em xem. Đấy nó sáng như cái lắm anh em này cứ hỏi những cái hàng pallet 54 bóng ở trên mạng nó bán tràn lan 700-800-900 nghìn một cái. Hàng mới tinh bảo hành một năm đấy. Đấy các bác cứ thử, các bác mà lăn tăn đấy, các bác cứ thử mua những cái đấy về các bác biết. Đấy, nếm cháy đắng cho cục tình ngay. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Đấy các bác nhìn nó dã man không? Đây. 54x9 quát các bác nhé. Con này là full màu. À full màu. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Này. Lìa đầu biết đấy này. Đây là có một cái đây các bác nhé. Đấy, hàng bãi nó vẫn có cái điểm chất riêng của nó các bác. Tại vì khi mà anh em bên Trung Quốc mua cái này ấy, có khi nó cả tầm khoảng hơn 2 triệu một cái. Hơn 2 triệu một cái, đấy là em chỉ đoán đấy thôi. Chứ không biết chính xác người ta mua bao nhiêu, nhưng người ta mua lúc nào cũng giá cao. Đấy, khi sử dụng rồi anh em mình mua được những cái hàng bãi mà nó còn lướt như này đấy. Đấy thì độ sáng của nó gần như là đạt 100% luôn các bác nhé. Mấy cái bóng led của nó rất là bền luôn này. Đây anh em nhìn này. Đấy độ sáng nó này. Hiện tại là em mới về được 26 cái nhé. 26 cái. Đấy anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé. Đấy. Giá rất đẹp nhưng mà để tránh ảnh hưởng đến những anh em khác về cái mặt hàng này thì anh em nào mà thiện chí mua liên hệ trực tiếp với em nhé. 0967851866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.